Tối ngày 27 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, tại quán cà phê ven sông tọa lạc tại thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, đã diễn ra đêm nhạc Hiếu Hạnh. Đây là sự phối hợp giữa fanpage Tam Hải và quán cà phê ven sông, nhằm tri ân khách hàng và tặng những phần quà cho các cụ già neo đơn tại xã đảo Tam Hải. Bên cạnh đó, quán cà phê ven sông còn phục vụ miễn phí thức uống và đồ ăn vặt cho mọi người đến xem chương trình. Đón tổng thể quý vị khách quý. Với đầu tiên, cho phép mình thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tổng thể quý vị bà con đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, tri ân khách hàng, tặng quà cho các cụ già, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hải và giao lưu nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Với chương trình được kết hợp giữa fanpage Tam Hải và quán cà phê Văn Sông. Thưa tổng thể quý vị khách quý thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, dưới không gian tuyệt vời tại quán cà phê Văn Sông tại xã Tam Hải của chúng tôi, thì ngày hôm nay fanpage Tam Hải, quán cà phê Văn Sông, vợ chồng anh Thương Nga, vợ chồng anh Thương Thành, chúng tôi cũng thay mặt cho tất cả những vị lãnh đạo, những người tài trợ cho buổi tối ngày hôm nay, một lần nữa xin kính chúc cho tất cả chúng ta có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và ngay lúc này đây, cho phép tôi xin trân trọng nhiều món quà yêu thương đến từ chương trình của chúng tôi gửi tặng cho quý bà con lãnh đạo, quý bà con xã Tam Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Đại diện của Bách Tam Hải, phải Bách Tam Hải và quán cà phê Văn Sông, chúng ta lên trao quà cho những vị khách trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Những món quà không lớn về giá trị vật chất, những tinh thần và sự cảm thông, giá trị về tình người là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm và chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng những món quà ấy giúp cho gia đình của chúng ta có một hành trang hơn, có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân hơn. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý bà con xã Tam Hải chúng ta rất nhiều. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu để nhận những món quà yêu thương đến từ những người tài trợ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Chúng ta mang tên tình người. Tình người là chúng ta mang tên ý nghĩa. Ngày hôm nay thì fanpage Tam Hải, cà phê Văn Sông và đại diện cho vợ chồng anh Thương Nga, chúng tôi cảm ơn, một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của quý bà con xã Tam Hải chúng ta rất nhiều. Và một lần nữa xin mời những vị khách có tên trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời Nguyễn Thị Nhân, Trần Thị Linh, Huỳnh Thị Bài, Lê Thị Luyến, Đỗ Thị Trúc, Phạm Thị Nhung, Đinh Trai, Bùi Thị Lan, Hồ Thị Hồng. Vâng, ngày hôm nay cũng đặc biệt đến từ đại diện công ty dược Yến Sào Otic. Chúng ta có món quà đến gửi tới bà con thân yêu đến từ xã Tam Hải. Và cũng thay mặt cho bà con, xin cảm ơn đại diện công ty dược Yến Sào cao cấp Otic rất nhiều. Và bên lúc đây xin mời ông Ngô Công Thành, bà Nguyễn, bà Phạm Thị Bửu, ông Nguyễn Hữu Hậu, ông Huỳnh Văn Hương, bà Trần Thị Hiển, bà Mai Thị Phi, bà Trần Thị Vui, Ngô Thị Kết, Nguyễn Thị Hành, Phạm Hậu, Nguyễn Thị Cấm. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, những món quà yêu thương chúng ta gửi tặng trao tặng tây. Và đặc biệt ngày hôm nay, chương trình chúng tôi cũng sẽ có chương trình giao lưu âm nhạc kết tình thân thương của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng những vị khách quý, bà con xã Tam Hải chúng ta hãy cùng nắng lại để cùng giao lưu hết mình trong buổi tối ngày hôm nay với những người làm chương trình chúng tôi ạ. À.
Châu Hòa. Xin mời bà Mai Thị Khi, Trần Thị Vui, Ngô Thị Kết, Nguyễn Thị Hành, Phạm Hậu, Nguyễn Thị Cấm. Và liên tục chương trình xin mời ông Nguyễn Diệu, Trần Văn Thành. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời ông Trần Mang, Trần Thị Hồng, Huỳnh Lợi, Huỳnh Thị Thắng.